Rồi xin chào mọi người, tiếp tục video. Hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người một cái cây mai huyết lông. Cây này cây dầu rin, cây form dáng lông lùng lực, cây cao chỉ có 65 thôi. Đó, mà độ rộng thì nó dài, độ rộng tầm 70. Đây, lọc non nó này, lẽ nào để nó cũng đã rực hết rồi đó, lên tới tầng ngọn luôn nha anh em. Đấy. Thì anh em nào thích chơi lọc của cái này thì liên hệ mình xuống thoại 0849020790. Cái này đang có bộ cốc đớt cô đặt dưới này nè, một cây mỗi góc khác nhau nha anh em, không thể nào mà nó giống nhau được đâu, nên anh em yên tâm quay cái nào bán cái đó nha. Rồi cái này mình vô lưu cho anh em giá rẻ thôi, giá chỉ có 600.000 thôi, bán giá tri ân. Anh em nào có thiện chí thì liên hệ số điện thoại là 0849020790 nha. Cái này rất là một đỏ rực luôn, rất là đẹp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Có đầy đủ cái tay cành hết nha anh em.